View hả? Đâu đang chơi đang vào. Anh chơi gì nói chứ review vừa game ha. Ý... game đéo nào trên máy tính mặc định nút ship lúc nào cũng là nút chậm. Đang review game á, chứ không đang chơi đâu. À, còn chuyền bóng nữa. Chuyền bóng này cũng dễ thôi. À thế à? Dễ thôi. Tại vì có số phim số 1, số 2 là đồng đội rồi. Ôi rồi ôi đúng thật con nick của con Mi rồi. No. Chắc chắn là lo của con Mi. Trong game bảo tốc độ đã tải. Ô xong rồi à? Ô nhanh thế nhỉ? Ô vào game chủ mà
Enter the game. Mình bật cái gì? Nice. Bỏ hướng dẫn đi, không cần hướng dẫn. Dân chơi thì cần gì hướng dẫn. Ôi chết, sao đồ họa auto chỉnh anh ân cha này. Các bạn là gì đây? Thì em vẫn My Name Is T. Mình không ngoài chơi mà Chami mà My Name Is T. Cái gì nhỉ? À thì mình được đặt tên mà, mới vào mình được đặt tên mà. Thì anh đặt rồi. Thôi à? Anh vừa nó chửi My Name Is T, không có số. Ngon bây giờ nó chê cái nó chửi cái bà nè. Xấu sợ. Nó lắm chửi anh. Đấy, ít ra vẫn để hình hình đại diện nó là hình đứa tóc hồng. Đấy, cho nó đỡ chửi. Chết lại với mình. Thôi, cứ accept thôi. Đấy, tên Phương Pipe là nó biết gái là nó kết ngay. Mà thấy Việt Nam thì nhảy vào ngay. Còn đâu là chị Linh Minh gặp gái rồi, gặp gái là không biết gái rồi. Ơ, thầy còn chơi liên minh mà cứ thấy gái là quýt. Nói chung cứ gọi trong team cái là bọn kia nó chỉ tập trung support con kia thôi, nó đéo khe mình đâu. Là mình gặp gái mình luôn mẹ. Mình gặp là quýt à? Ừ. Căng thẳng lắm. Nhưng mà thế thì anh đâu phải BD đâu nha. Đánh thường thôi. Chơi nhiều nhưng không BD. Nên là có nói liên quan đến gì đâu. Khai luôn nó đánh được. Anh đảo BD. Nè thấy game này nó kêu là yêu cầu cao độ cao quá mà cao lắm nhưng mà sao vào chơi mượt thế này. Game thật rồi. Dẫn dạo này máy cũng ngon rồi. Trước máy mới cùi thôi. Không hiểu ông nào làm cốt mà lại thế. Trước đều kiếm được tiền thôi. Ngất vì khủng quá mà. Cái cấu hình đấy là cấu hình không ai có thể đạt được. Trừ em. Đó luôn. Nhưng mà ông Tuấn nói là 4GB mình đã thấy ngao ngán rồi. Sốc là chết rồi. Để 4GB nữa. Sao có một ông bà em còn 2GB. Ôi rồi rồi. Máy văn phòng 4GB RAM là mắc rồi. Ừ, máy văn phòng thì đúng. Nếu mà văn phòng ở cơ quan thì là cũng toàn 4GB hết mà. Cơ quan nhà nước thì cấp cho 4GB thôi. Còn tự trang bị thêm. Máy không sẵn thảo văn bản thì cần gì đâu. Rồi. Chị nghĩ gì? Em muốn xử lý xong cái code em phải chờ cả đêm đấy. Xong là máy tại cả đồ họa yếu, thiết kế đồ họa lắc. Mà giờ vào kiểu gì? Mời nhau vào phòng kiểu gì? Có ở trên cùng ấy, có cái dấu cộng ấy. Để S, à để người đấy. Nhưng mà tôi hỏi tí là chọn nhân vật ở đâu đấy? Ờ thì... cái đấy rồi mà nó lại mất. Chẳng có nút nào là nút chọn gì cả. Nên mình lại phải là cái thông đô. Đây. Đây chị nha, giờ chị bấm vào ở ngoài màn hình chính ấy, một màn menu ấy. Đấy nhá, đấy decoration. Rồi sau khi bấm vào đây chị có 3 1 đâu. Có đứa là không kiểu này chọn thôi, easy. Ơ, nhưng mà xong xong rồi nào. Đấy chọn nhân vật là ok hết. À chả có nút nào là nút là ok hết gì cả.
đến lúc mà bắt ra là không. Thì là bắt ra thì nó lại là cái này vào trận, cái này là vào trận là mình dễ nhờ mấy được đội chọn nhân vật. À, chắc thế đúng rồi, vào trận thì mới gì đổi. Ô, cái thằng đẹp trai đến tên chuẩn luôn này, tên đúng tên Pai luôn. Nhưng nó là Pai nhé, không phải là PK. Pai, Pai. Team này. Team này. Ơ. Sao cần bị invite được mà ở kia. Anh biết trong game. Tôi gặp mà tôi sẽ invite. Ô. Offline rồi. Anh biết trong game chơi. Vào option sao? Xong chỉnh thôi. Enderborn look ok. Ô, nghe là vậy à? Thế đó. Hử? Bắn nào chứ bắn? Hử? Ơ đi, mình bắn. Bắn bóng từ đấy vào đây. Ồ. À, chúng bắn được nè. Phải. Mà đấy kêu là có mấy thằng lúc đấy trên mạng thấy kêu là chơi game này là chơi vinh viễn mà nhỉ. Đó, thì đến bao nhiêu tháng 12 ấy. Ý. Là bắt đầu nó ra. Thì hôm qua thấy bảo như là mùng 5. Thế vẫn đá thoải mái. Đằng nào đá đến cái tháng 12 đấy anh em mình cũng chán rồi. Đấy, chị em. Thực ra chơi game này một hai lần là thế, tại vì nó có phải là đảo điếc gì đâu. Cần người khác làm chuyện đi đâu chơi đúng không? Trải nghiệm. Ừ, game mode. Casual mode. Room lead. Casual mode. À, đấu 3-3 này đúng chuẩn luôn. 3-3 là ba bọn mình rồi. Mon chưa xong đúng không? Ê, chờ Mon nữa. Mon ơi, bỏ hướng dẫn đi. Quý như Tuấn Dân chơi này, anh bỏ luôn rồi. Tết. Nó đang tết nè. Chúng tôi tết là trận ấy. Ok. Ôi. Lo trận này kiểu gì chả thua. Ở đây là tai đi rồi. Ý, phải đẹp trai này chứ. Waiting for player. Đâu xem nào, nhìn lại. Đi phải cái Ricky. Jimmy kìa. Ui, vẫn đất bà. Ui dồi ôi. Cứ để đấy, nhìn cho nó đẹp. Ai lập thủ môn đây? Chết rồi. Thôi rồi. Đù mà sao cái... đù mà cái này điều khiển khó nhỉ? Vẫn đang quyết định. Hồ hố. Tít nè. Đâu, vẫn chưa vào trận đâu chị ơi. Vẫn còn, chúng nó vẫn còn đang... Waiting for player kìa. Tranh thủ. Đấy, bấm ship để giữ này, dê này. Hai đâu. Hai là cận. Ơ, nó chặn rồi. Đang định truyền. Lòng gì? Truyền là 2 hoặc 1 nhá. Ô, mà luôn phải vậy lắm tim. Nè, đấy, truyền cho thằng này Jimmy. Hai này, ông Tuấn này. Ông Tuấn ở đâu? Thằng bọn đó. Thằng bọn nè. Thử máy đi Mon. Game dễ với này. Xong chưa? Thế thôi, mình phát cái này ra vậy nhỉ? Ơ, nó không cho Chris Stadium. Nhìn được cái gì ấy. Ai à? Chuyện đi vào trận này. Chúng tôi là vào trận Jimmy. Tránh nhau làm gì? Ok Jimmy. Nó lấy bóng cái kia, chạy lại hết lực. Hết lực rồi. Jimmy ơi. Đứng yên đi Jimmy. Jimmy Nguyễn. Ui, lệch rồi. À đệt. Khó đấy. Nhưng chưa có bằng Dark Soul đâu.
Ai à? Thanh bỏ trống. Chuyên đi mẹ ơi. Đúng rồi, đủ mà. Ở game dễ nhỉ? Hay là mình đang đấu với máy đây? Chỉ gì chắc là đấu trận đầu thì đoàn ấy. Nghe tên thì trông nghi lắm. Đấy rồi. Đấy rồi. Được rồi. Vào. Ui, đi, đi. Đây đây. Rồi đây. Phát đi. Nó vừa báo cái gì. Cần đặt cấp mặt ra. Mình chuyển. Ui, nó dùng trường trái bóng à. Ê, trận này phải tắt UDK đúng không ta? Đã tắt cái trước. Ừ. Đương nhiên dùng bàn phím. Ôi thôi, ôi thôi. Trưởng của mình. Vào. Đấy, nó phải thế. Từng nửa sân. Hình như tại con nhân vật của em như cứt thì là em đấu khi được bàn nào sao nhở? Không, cái này là có mấy con đó, nó là tăng hay cái gì luôn mà. Như đã đập, đỡ hay là... Chơi có vị trí nha. Ôi nha. Không biết có skill không nữa được coi. Ôi. Bóng nó vào kìa. Tờm, bòi, bài. Ôi, lên. Bài, giờ 47. Pinh. Đúng rồi. Lạng. Ôi. Ôi, xăm ba luôn. 3 phút nữa. Trời ơi, chừng nào game nó ra mà không tặng. Chưa biết rồi ra. Chết mẹ bên mười. Mấy con máy. Nghèo quá rồi. Tụi mười ngon nhỉ. Ây da. Ủa game có 3 phút mà lâu vậy? Nếu như mình tập trung mình đợi ấy thì thời gian nó càng lâu. Hơi rèn mà. Má hết năng hết lực rồi. Hết lực. Rồi. Vào. Hình như cái con boss nó càng ngày càng khôn hơn sao nhỉ? Ôi. Đây có bóng đâu ở đây? Đây. Có bóng đâu nhỉ? Đây. Vào. Damn, boy. Hold it. Không sợ điểm mình gấp đôi nó. Đừng có bảo là mình lại thua con boss nha. Không được. Ghét nhất là những kiểu
À, không thua được đâu, còn 20 giây nữa bộ. Bù mà. Ôi dồi, chết chết. Ừ, được. Lên anh. Chả chuyên cái gì cả. Gì mà mì. Ôi dồi. À, vẫn thắng. Thắng một trận với boss. Đúng rồi, gì mì. Được, có tiền chứ. Hình như em bị mù với sao ấy. MVP mới đau. Mình kinh quá. Hình như em bị mù với sao ấy. Em thấy ảo, em thấy ảo giác ấy. Đáng lẽ em phải là MVP nhưng tại em nhìn em vẫn thấy ảo giác. Chắc là đăng 2, đăng cao. Game đồ họa đẹp quá nên lóa rồi. Tôi thành ảo MVP nào. Ông kia nick là gì đây? Mon là gì đây? Lại Mon Sena. Mon là gì đây? Không, Mon Gip, đây là cái nick. Cái gì? Mon gì? Nhắn trong Discord kìa. Doraemon. À đấy. Ừ, đang phải đọc. Oh shit. Nhận được đồ mới để mặc cho nhân vật nhìn đéo khác, nhìn đéo khác về nhau nhưng mà kệ mà cái. Ừ, đồ đẹp quá này. Mày mà nó không giống Fly. Đã có tiền cho đồ mới rồi á. Tôi mới được 300 đấu trận vừa rồi, MVP mới được lên có 115 đồng. Còn này. Ôi the fuck, đó. Em lên tận 1600 rồi này. Đâu lên ạ? Thì lại bật ấy rồi đúng không? Em bật cái gì? Hai. Cái này con này mới ra mà đã ra đâu mà đã có ma đạo rồi. Mời đi. Mời mon kìa. Đấy mời rồi đấy, S-Friend rồi đã. Cái này kết bạn. À ừ quên, ừ. Invite to team. Nhưng mà trận vừa rồi là chưa có cái tinh thần truyền bóng tí nào nhá, chưa thử tí nào. Ê, còn đều biết truyền cơ. Theo tutorial. Tại em có chơi training đâu. 1-2. 1 là chuyển sang 1-2 hay 2. Cứ bấm là nó tự động nó chuyển rồi. Nhưng mà chỉ sợ là nó sẽ chặn. Nhìn tên kia. Vào rồi. Nhìn tên. Rồi cái kia. Nhìn tên nè. Ok. Chấm hết tên ta. Ơ, chọn được không? Vào chọn gì? Vào trong game bắt đầu đổi ấy. Đổi nhân vật. Nào có Genny cái tài này. Mọi người đã biết chơi. Nhưng mà hãy coi cái tài. Chọn đứa nào được nghề. Đây con lồng rồi nè. Ê đúng quá cái gì. Ok đi 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 đi. Ủa này là đang nghiệp mà. Lên lên lên. Mày chơi không? Mày chơi không? Ô lại lè. Ủa? Ô mình lộn tim à. Dính trưởng ấy cái gì nhỉ? Đù mà. Thằng cơ hóa đấy. Sao tớ mẹ trong trận đấu lại có vũ khí? Có cái thằng nào là con súng laser. Chiều á. Mày có, mày có thằng có khiên nhưng có thằng như là đứa con gái ấy, sao ấy? Hay con robot ấy. Có súng laser ạ. Mẹ bố tìm sự. Ừ con kia đứa con gái. Bố tìm sự nhá. Ui chết mẹ. Chết rồi. Hay. Lên thả ke dừng để mà tấn. Ôi nó vào mẹ ra đâu đấy, chơi với người khác khóc bọt với Linh. Cắm mặt kìa. Ôi rồi na đội là bóng này hơi phế. Chết rồi trời, chết rồi. Lão Huy vào trong game từ lúc nào thế? Ôi ôi. Đây rồi đây. Nó khinh thường bọn mình rồi. Đội của mình phế rồi. Đội mình phế rồi. Lên.
à, đúng. Đến đường anh các đúng không? Lên luôn anh em ơi. Má lấy một chỉ đi. Bán đồ rồi. Thằng chó này tao không đùa mày nữa đâu. À là phải đỡ. Chà, đội mình hơi đụt nhỉ. Đụt rồi. Cái này thua trắng còn đâu. Đừng nói gì chị không buồn. Thứ nhất là cũng ghi được một bàn danh dự đi. Lên. Cần á. Đúng rồi, đủ máu mon đá kiểu điếu gì đấy. Đấy, trả đi. Đấy, 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 rồi. Rồi, đủ mà. Rồi, thế thôi thua nhá. Đã hứng mong chưa ha? 5-2 cơ mà. Cố lên anh nhé, 5-2 thôi. Ai ạ? Mà còn... Nên. Đã hứng mong chưa? Quên. Chuyền. Thầy Tấn, lên nè. Mon ơi. Lên. Thằng kia mày định ấy à. Hay quá, lên đi. Đó, mà... Đừng, ôi chết. Hết lực, chạy chậm quá. Ăn. Kê, sao lắm. Lấy bóng. Đúng rồi, lấy. À, đù mà nó đánh á. Đất. Đúng quá. Lên, đúng rồi. Để tổ chức luôn. Ui, nó đâu đây nè. Làm đồ thằng robot này. Kê, dốc á. Ôi, dốc. Ôi, đủ. Đù mà. Có cái thằng cầm khiên nó làm nhiệm vụ thủ môn. Xem nó có tanh. Điên thế, thằng cầm kia nó làm nhiệm vụ thủ môn ạ. Đứng, con em phải lên chơi nữa chứ còn đứng dưới ngu lắm. Ai da. Có đổi nhân vật được đấy. Thả đúc con ra. Con thành con này. Đi kia, tất. Một hai chiến này. Ôi, thằng chó đấy nó có cái lực. Kê. Cò luôn, vỡ mồm nữa rồi. Ôi. No. Đấm vô mặt nó. Đứng, hùa. Cái đứa này nó đéo có cái skill gì để lướt kìa. Điền rồi, ôi dồi ôi. Anh em gặp đúng đội tinh nghiệp rồi, à chị em. Nhầm. Anh chị em. Kìa không, kìa không, muốn kìa. Ít. Ít bà ta. Mon đúng rồi, thịt. Để đéo được. Đầu gì cũng vô luôn kìa. Nó đã chuẩn với color ra luôn ý. Kìa bắn ngược kìa. Là đi tấn chuyện này. Đi tới. Đù mà. Bắn đấu. Nếu chuyền được. Lấy bóng kìa. Đây tấn. Thả bóng ra con này. Tránh ra. Hết lực. Tránh ra. Đấy, tôi đẩy lên trên rồi đấy. Cố lên. Ôi giời, đéo được. Lộn vậy. Lên. Nó dùng skill. Bấm quy đi. Skill nhá. Bấm quy đi. Mày sao? Chết. Anh cũng có skill nhá. Lên tấn. Chuyển lên. 1-2 là chuyện. Thôi đệt. Đồng vậy. Đi ngã rồi. Có thằng nào dùng skill ấy. Có kìa là có thằng dùng skill rồi. Chết rồi. Hay quá. Đây nè. Ôi, có bóng bớt đi rồi chưa? Có bóng bớt đi chưa? Bóng đâu? Đây, bóng chân. Vào đây. Nghe phí mẹ nó cái ulti. Ôi, thằng chó đấy. Ờ. No. Ôi giời ơi. Đúng rồi. Mà. Không hề lấy chút nào. Lên kìa. Lòn còn cho nó bị lỗi kìa. Đâu rồi. Vô nó cái đầu. Như nó cho vừa nó vừa ăn được cái skill mà là móng. Ôi giời. Thế nào đây? Cho chúng nó đá thoải mái luôn. Đủ bạn đứng. Chơi không? Bóng bật lên trên kia ra lấy nhanh. Mất mẹ SQ rồi. Ui chết. Ok, tấn mới đấy. Ai rồi? Ui rồi. Ngã rồi, nó hất mình. Skill phát mà bật ngửa cả hai đứa về sau ạ. Né trò này chứ gì cặc. Né quay cái chuột khó quá rồi. Mày sao? Đúng là có một bàn danh dự xong là hết. Hai bàn rồi. Ừ thì đấy. Xong đó. Từ đấy là tin. Lên. Ai thì đúng ai có ở đây đâu. Nó lại còn ăn skill được chứ. Tiên sư. Tránh ra. Né quay cái chuột khó nữa thôi chứ. Mất luôn một viên đạn.
Đừng lo, rồi mình khác trở nên chuyên nghiệp. Ok kìa, lên kìa, lên kìa. Đủ mà. Hết lực luôn. Hết thời gian luôn. Ok mà, chiến thuật mới Tuấn làm hôm hôm đêm lên cho. Tuấn cả. À không, Phương đi. Easy. Phương đứng làm thủ môn đi. Đấy, từ nãy giờ quay về làm thủ môn đi. Chơi con phải giật đó, con thủ môn chỗ nào chị? Chơi con bự bự thủ môn đâu. Nó chọn nhầm đứa nhân vật. Ngu xuẩn ở Linh. Skill chả biết dùng kiểu gì. Thủ môn đi. Thôi Phương đi, thủ môn con mập mập á. Này là chơi khúc con. Vô đây. Ở đây tìm mà. Đại nghĩ mình chơi cho khúc môn nha. Chơi mà ba đứa lên luôn, núp cái gì. Đây này phải tăng nắp đầu chuột con cái, nó bị chuột chậm quá. Ờ chậm thật. Nó lúc kìm mất con chuột luôn, không quay chuột luôn. Ôi để chơi kịp chỉnh. Không chơi kìa, họ con nãy nó chơi khác. Tụi sư cháy tụi skip kiểu gì. Này, thấy nó nhiều. Ô ở đi. Ok, chơi để con chị Phương. Ô là đẹp trai đấy, đẹp trai đấy hay phết. Thì như đẹp trai đấy là có thể. Thằng này bị liệt. Ô. Thằng chó. Con nè. Con để anh lúc đấy chơi rồi. Chơi như cái nào anh Tấn. Lúc đấy anh chơi con này với anh thắng ấy, con này chơi dễ mà cái con màu hồng. Ê thêm một lần. Ồ, oh, ulti của con chị Phương được đấy. Vâng, lùi lại liền nha. Những thằng Jimmy, Jimmy thì làm AI đấy, nhưng mà còn những thằng con nick thể. Ok, cảm ơn nha. Đó nè. Đẩy bóng, đẩy bóng. Lên, 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 lên. Đẩy bóng lên. 2-1 nhá, cứ số 2, số 1 là tự động chuyển ấy. Ê, vô kìa. Ôi, nó phá. À nó đốt lấy nhà. Ây da. Tuấn. Lên Tuấn ơi. Tuấn rồi. Đây. Còn đây đã lên rồi đâu. Mà chết lên. Chưa. Ai à. Hết rẽ lực rồi. Ăn đi, ăn ở trên đường đi. Cố lên. Trong phục. Truyền cho nhau. Mày sao? Gọi luôn. Đó. Mon thoải mái đi, từ từ. Thằng lấy đồ. Ok, ê, vô. Vào ở đây. Mày sao? Mày đó hả? Hay quá. Ủa, tôi số mấy vậy? Rồi. Từ đấy nữa. Tấn số 2 đúng không? Đù mà nó khóa mình rồi để cú nó đó. Mon khóa anh chứ. Đâu nó đó. Thế đó cả thằng tem địch lẫn thằng tem mình. Đâu cái anh nhiều với thằng địch cũng đều bị luôn. Ừ cũng bị hết mà. Gì trời. Danh con dùng cái kim cho bà. Điên luôn. Bà khiến thật là ghi bàn từ giữa sân. Đồng nhỉ. Ai à? Về. Ok. Lên. Rồi. Mày chơi không? Mày bóng lên chơi một tí đi. Ồ, bật tắt. Kệ bắn kìa. Bóng đâu? Lên. Trời ơi. Ôi giời. Oh no. Ngon. Rồi anh em, để đẩy quả bóng lên kia một tí để dùng skill. Ok nhá. Quất. Lên, úi giời.
đéo được. Quả bóng sắt không chơi được. Mất mẹ skill rồi. Mày sao? Tớ ơi nè, bắn nè. Chạy làm gì vậy? Mày sao? Ôi, chuẩn. Nó phản rồi. Bọn này hay hình như thằng hình như cái thằng chim kia nó biết mình sao nó cứ cố phản. Ôi anh ơi. Ok nha em ơi. Né đi em ơi. Rồi. Như này cho nó đỡ vào. Lúc đấy mình vừa chơi một thằng cũng tên là Jimmy mà. Làm bức tường luôn. Jimmy Nguyễn đây. Em đó. Cái gì đó? Đệt món dùng skill khóa cái skill của anh rồi. Ở đâu? Đi nè. Đúng rồi, nó khóa skill mình đệt. Em có thằng skill đâu? Đi nè. Rồi. Tự dụng. Cái thằng màu hồng bên tem nó ấy. Lát lát. Thằng màu hồng bên tem nó khóa skill. Ủa, đứng mà phải đứng. Ôi, lệch tí đi vào. Anh ơi, bình tĩnh. Mẹ còn lắc nữa chứ. Gâu này. 2 phút. Không có gì. Thế là lắc, anh còn đéo bị lắc. Không có gì đảm bảo. Các bạn à. Lên. Đủ tướng kia luôn kìa. Mày á mày sao? Bắn ngược lại kìa. Đẹp, mình cũng bị khóa. Đù mà mon dùng skill thì mình cũng bị ạ. Được rồi, tránh xa mon ra. À, đi đứng cao cao, đi đứng thấp làm cái gì? Mày chơi không? Chơi không? Ôi, ôi chị Phương ơi, chị xin lỗi bản ở nhà đấy. Có ông chị đẩy ra, chỉ là đẩy ngang thôi. May là nó không có thằng nào đang từ. Đấy, nó lại khóa skill mình rồi. Thằng Jimmy toàn phản dưới nhà. Thì như nó thằng cũng đấy vừa chơi mình đây. Ây à. Ui. Hình như nó nhận là. Ô oh no. Điên thế. Thì quả đấy lại nhảy lên chứ cao là nó đi. Chúng mày tránh xa ra ta. Đệt. Giờ không dám dùng skill tại. Thằng kia đang chuẩn bị lật ngược đấy. Ok. Ok. Rồi, thôi xong. Chúng nó đang đuổi mình. Đu, chúng nó phá skill mình hết ạ. Chưa dùng được phát nào. Em mình đang từ pro thành đủ rồi. Ai à? Nằm hết đi. Ui, đừng để cho thằng wow wow kia nó lấy được bóng. À rồi. Ngon. Ngon, ôi giời, phút cuối à? Lần đầu tiên dùng được siêu, mẹ sư. Phút cuối đúng là quả đấy đang đến 3 hay 1 giây mà. Thế nếu thằng kia vẫn là thằng ghi nhiều bàn nhất. Lấy được 115 đồng. Đèo bọt quá. Mà giờ đủ tiền mua nhân vật khác. Lần này mình chơi thử thằng robot xem nào. Hình như mà nhà mon mất mẹ nó mạng rồi sao ấy. Một phát off luôn rồi. Hình như mất mạng. Phải là mất điện. Chắc đi giỏi rồi. Chơi thêm một ván nghỉ. Này chữ 33 vừa mới kích chuẩn. Cái thử ôi ôi.
là đợt rồi là My đừng được nghỉ học à? Gọi là nghỉ hè. Ơ thì nó có nghỉ hè đâu, nó nghỉ, nó xin nghỉ mà. Ơi sinh viên thì nhớ nhở chúng nó cả tháng chúng nó chả cần phải học, nhưng đến lúc sắp thi cái chúng nó học ở mầm luôn. Thôi chơi được đây thôi. Tem mình có lốc, mình chạy vào lốc của tem mình được tăng tốc độ. Đấy, chuyền bóng này, số 2 này. Thế cần à đủ. Chuyên. Đang được không quánh được. Đã rồi. Ui vào. Mình chạy chậm lắm. Đổi ngay. Mà chuyền kiểu gì đấy? Em còn chả biết chuyền cơ. Số 1, số 2. Bấm số 1 là được. Học số 2 xem à. Đã. Ai là 1, ai là 2. Em là 1 như chị. Ôi. Đủ mà cứ bóng cứ đảo đi lại. Chết ngứa mắt quá. À. Chị ơi, thế có con game Bucky Boy. Mình có thủ môn. À thì có thanh niên hỏi là đang test cái game này. Ôi, tuyệt. Ai đang à, ai vừa hỏi rồi, nhà mình đúng rồi, chị đang thử test cái super chơi tập gì mới tại xong ấy. Ờ chơi không, đang thiếu một người đủ 33 này. Thằng khác đang tải chị. Rồi rồi. Ui đâu rồi. Hình như em nghe anh My nói là thanh niên khang này lắm mồm phải không? Lắm rồi, lắm. Nó đây bây giờ nó nổi tiếng luôn rồi. Sinh ra để nói mà. Đủ má. Khang không chơi được. Không hợp chơi đá bóng đâu, nó phải cần điềm tĩnh. Mấy chặt không phá team, thằng này nó chỉ nên chơi những game solo. Môn thể thao vua này là ông kia tịt. Ôi giời, nó đụng mình ạ. Chứ đến giờ mình còn đấm bóng thôi chứ mình còn đá đâu. Ây da. Điều rồi đấy. Đủ mấy thằng danh con này. Bây giờ gọi lên xem nào. Ây da, kìa. Em hết lực. Phá luôn. Đúng rồi, nó chuyển cho mình. Ok, bạn là rất hay. Ui ôi. Ai là chết. Chơi xong kêu em. Ờ. Tải hết chưa? Đặt tên chưa? Cho chị cái tên nhân vật của em này kết bạn luôn. Mình nè. Ờ. Ai? Ui. Okay. Điên rồi nhá, điên rồi. Oh shit, có bóng đâu? À, chị Phương cứ thả cái giò này xong em chạy vào em lấy mấy cái giò đấy em tăng tốc. Lên 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 lên
Rồi, quá hay. Em boa. Trận này nhất định em phải lấy được MVP. À đúng hả? Tôi mù mắt đi xem nào. Đúng rồi. Bạn kia là thủ môn rất hay. Bạn kia là thủ môn của mình rất hay. Thôi rồi, vụt nhau. Lên. Hết mẹ nó lực rồi. Má, chúng nó cứ dẫn bóng nhảy lên xong là đá làm cho mình không đấm được. Rồi tao thấy chúng mới đá vào. Còn đâu rồi? À đủ mà. Má. Má chơi trò skill bẩn mới được. Chết thật, chúng đang dẫn trước. À chúng nó bắt đầu lại đuổi kịp ấy. Đủ mà cái này hai thằng thủ môn nó chuyển nhau. Chết cha, hết lực. Đấy là mình đúng không? Mình cũng là người thắng. Ở đẹp. Game này tính điểm rất là ngu chứ. Chào chị Phương. Ok, rồi chị Phương chơi xong rồi, ok vào. Nick của em là game này NSK. Game này chơi xong. NSK. Vâng. Chơi ở đây là chơi tutorial, qua tutorial đi là biết ngay. Tutorial. Nhưng mà cái này cần đồng đội lắm, Khang nhá, em phải nhớ nhá. Em chơi game này rồi. Game này nó có phiên bản mà chơi bằng phản lưới nha, đúng không? Không, nó có phiên bản chơi đá banh bằng xe á chị. Purple Legur. Trời ơi, em chơi phiên bản đá banh bằng xe cực kỳ hay luôn. Phiên bản này chắc chắn là em đá nước nhà. Không sao chị, đừng lo. Thế đừng lo, thế nào bên team mình là 1 còn bên team kia là 5 mà, không sao. Chúc tiền mình chín, mình kia sáu chín phải rồi. Let's go. Mình đã thử hết các nhân vật đẹp trai rồi, robot rồi này, thằng cục mịch rồi này. À bây giờ mình sẽ thử sang thằng Samba. Thằng đẹp trai của em lại đầu bạc chứ không phải đầu nâu nữa. Samba. Tấn Samba mà ra tấn. Ba, ui giời, ui giời. Đây là game kỹ thuật chết mình. Ồ. Mình đứng ok vô. Quên, em chơi tutorial đi đấy. Quy đúng không? Quy là trưởng nhá. Đi ăn ở trên này. Ồ, mình bấm chui giống như mình trưởng Chiori. Chuột trái là giữ bóng xong rồi nhả ra, chuột phải thì là bóng mạnh hơn. Mấy cái truyền bóng cho nhau thì là bấm số 1 và số 2. Ồ. Luyện luôn này. Có thể rồi.
chuyển bóng nhanh nhau. Rồi mấy thằng này đưa quả bóng đấy. Chó, chị chó. Biết, khi em chơi những game đá banh này em thường hay chuyển bóng cho kẻ địch đúng chị. Em chỉ cần em chỉ giỏi đá penalty thôi. Nó mà có cho chuyển cho đội. Ủa chuyển là gì chị? Hả? E là lúc mình nhặt được mấy cái đồ vớ vẩn ấy thì mình dùng. Ồ. E là chỗ mấy cái chỗ có chữ hỏi chấm ấy, có dấu hỏi chấm đầm. Đã đập quả bóng rồi, hết lực rồi. Oh no, fun. Quy trưởng nhá, có thì dùng sớm luôn. Chả để đâu. Yo 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 yo. Đẹp. Mà đá vào sân tao đã là thủ môn. Sút ga, ok, được rồi. Ăn cái energy chạy cho nó nhanh. Bấm phím shift để chạy nhanh nhá. Đó. Oh, nó dùng mana. Đừng có mơ lên. Đó. Ôi. Chết mình đi. Ôi giời. Đẹp. Đẹp. À. Ui. À, từ từ. Mình là màu cam. Bro, mình tem đỏ mà. Ủa, mình màu đỏ hả? Mình đỏ. Ông đừng bắn lại thằng này. Chị đang làm thủ môn là con Samba đây này. Tôi chết rồi. Ôi. May quá. Hay chúng nó đá vào. Đánh lại. Đúng rồi, Tuấn rất hay. Hay. Làm ngoay okay. Quả. Đóng băng. Chết đi. Ôi dồi, xem vào rồi. Ừ. À fuck. Hết lực, hết lực. Ui ui. Tôi chết rồi. Ôi xong rồi. Ôi hô hô. Tấn là 1, mình là 3. Ôi đấy, không dùng được skill cái này. Ai à? Lên. Nấu dấu cách nhá để nhảy lên. Nè chị về chấn thủ trong này rồi. Lên. Đu má, quả bóng cứ bay đi bay lại không được. Đổ cái gì? Ui đệt. Ui cái gì đây? Không biết cái gì đây? Nó dùng trường. Ba đứa bọn mình đứng đông cứng. Ui rồi. Rồi. Cuối cùng đủ mà. Ít nhất cũng có bàn thắng. Đừng để... Ba là mình đang thắng. À đâu nó đang dẫn trước mình chứ. Đừng để danh dự. Đừng để là... Từ. Wow, ở đây. Ôi rồi. Na hết lực rồi. À, đâu rồi? Chơi bắn đâu? Đây, rồi. Trên nó rồi, thằng thủ môn rồi. Kìa. Vào. Đó. Đu hay thế. Rồi, hay ngon hòa rồi. Gỡ hòa. À. Đu nó có, nó đang dùng skill. Bóng sắt. Ủa chị ơi, thôi rồi đúng mà dở vậy chị. Á ui. Ủa. Chó. Ok 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 ok. Ai lên. Ui. YOLO. Có nhìn trước à. Từ. Ôi trời ơi. Ê oh no oh no. Đừng làm. Đúng rồi. Trời ơi. Đéo rồi. Cố dùng skill để khóa lại mà không được. Chị ơi, hú em vô chị ơi. Từ. Ôi trời ơi, thằng này nó ghi bàn nhanh thế. Chết mẹ. Chị em mình thua rồi. Ôi trời ơi. Bật ngửa ra đằng sau ạ. Về. Nó no. No, bây giờ sao tự nhiên lại hiện cái chuột này. Má tên nó công kinh quá. Ở
Ui dồi. Đủ mod đấy để bắn được. Úi giời ơi. Nó thắng áp đảo lắm mẹ rồi. Ôi ôi. Một điểm yay. Có điểm nó chỉ gấp đôi điểm mình thôi. Không muốn đến nữa. Để hết lực, hết lực. Nào lên nào. Đệt không được. Ôi giời. Oh no. Bây giờ nha. À giờ thua mẹ rồi nó. Một giây không. Ôi xong. Honor point cộng không luôn. Thế nào mình lại score nhiều. Ai mình level 2 vừa trận vừa rồi là có 1.4 đồng. Bạn ơi bực lá chim lên cho chung với. Gì? Bực lá chim lên. Trời bán cái game này dễ ạt. Bán game này vô đây bóp cái thôi chết hết rồi, cứ sao không? Nick của đang là gì đây? Dạ, card chị ơi. Mỗi card rồi à? Dạ, nick của em là Waysenka. Nick trong game ấy. Dạ, Waysen thêm chữ K nữa, viết hoa hết. Có biết tắt nha. Đâu để tôi phải mở ra là Way Quay sơn. Quay sơn cả. Thêm chữ ca nữa chị. Trời ơi. Rồi đó. Rồi. Add friend nữa. Add friend. Nhưng mà hết slot rồi nha. Show game gì đó. Team. Tao bà hỏi. Ủa game được có 3 team hả? Ba người một team, chỉ có là Khang ở bên phe địch thôi. Ai được chị? Được. Được à? Gì em ở bên phe địch? Custom game luôn á. Ủa một mình em cấp 3 ai chơi? Ơi. Ông chơi với ai chơi? Xem nào. Thôi kệ đi. Kệ bỏ đời trai mà. Ôi, đủ mà đang chỉnh nhân vật. À đúng rồi, chị Phương với Thanh Nhân Khang với đấy. Anh em với mình để dài quyền này cho. Thôi. Hey. Cái gì nhỉ? Mình với tôi, mình với tôi. Có cái phòng nào là PK không? Phải tròn á, tròn đường á. Đường không Khang? Gumblitz hay gì ạ? Là PK nè. Ở đấy, PK đấy. Khang vào rồi Khang. Bên đây quay chung với thầy mày bên đây. Cứu thầy mày lẹ lên. Quên. Ra tưởng là cân hết. Qua đây cứu thầy mày lẹ. Cân không? Cân đi. Sao đâu? Gà lắm. Chứ gà lắm. Mày tin là tao chùa mày ngay mốt một con mày nói tao bằng ba không? Anh lẹ quay. Ok. Ờ coi. Ok rồi đó, đấu đi. Gì vậy mày? Spectrum ai Spectrum ai chơi mày? Ủa thì giảm số lượng rồi 2v1 á. Ê qua team tao chơi vậy không dạ. Được ôi thôi năn nỉ nói chung chung lẽ bây giờ tao bị một người đàn bà đập đầu tao nhục lắm mày ơi. Dạ thôi ơi thôi vô đây lẹ. Ông cho đỡ nhục. Ôi, mình. Cho đỡ nhục đi sao đâu hả?
Không xong mày có sao với tao không mày? Ê, rồi. Ok, okay. Được á, hợp lý. Rồi vào nha. Đã bảo rồi, cái này là do ăn ở. Minh qua đây Minh. Đó, rồi, vô. Em không biết nữa nhưng mà em cứ qua cả, em lại vô. Đi giật về đây. Ơi 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 ơi. Vô. Vô. Thôi được rồi. Vô. Ôi không, chị không cùng với cái tầm Minh không, à Khang không này đâu. Thôi được rồi. Em mình một đội. Ê, em mình một đội ơi. Chị Phương nha. Ông gì kêu bên kia đi. Ông kia ông ao rồi. Ủa ông kia ông coi vậy. Ờ đây, chị cả Tấn một đội vậy. Được rồi. Rồi, chơi chị ơi, vào. Có lâu. Vào vậy. Để một mình đàn bà cưng. Ồ, ta ở đây. Rồi rồi. Thế nha, thôi không nói nữa. Rồi chị Phương. Rồi ok, vô chị. Vô. Vô ở đâu nhỉ? Vô. À đây. Mày thủ tao công nha. Em xác định trận này em thua. Vô. Chị thủ tấn công nhá. Nhớ thủ chị nha. Không, chị Phương dễ lách léo lắm. Không sao. Ê cha, như em chọn lộn con rồi Khang ơi. Rồi, được rồi. Rồi, chết là Minh. Ôi trời ơi, ai chơi chứ ơi. À. Em đã biết ạ. Dọn cỏ nó như thế này đấy. Đây, châu đạt. Rồi chị. Đấy, đúng rồi. Chidori. Ơi chết cha. Chidori. Bỏ rồi. Ở đây tem bên kia auto có thêm một con là máy kìa. Tem mình nữa. Nhưng mà đang đợi bên kia là vào đủ chưa? Chưa đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Phải 3 người. Có một thanh niên chưa chọn nhân vật. Chưa chọn xong nhân vật ấy. Thanh niên nào chưa chọn ấy. Waiting for player là vẫn chưa đủ. Nó không cho auto máy vào nhỉ. Đây nè. Vẫn chơi này chưa chọn nhân vật nè. Gì chọn mà. Quay xe kia nè. Quay xe chọn rồi. Chọn rồi. Đã chọn đều đâu. Quá wow. Chọn rồi. Cái gì đây? Đi chuột được chưa? Đi rồi à, ok. Đây mà, cao to đang hôi, lộn, cao to đang thơm vậy mà. Chirori. À. Thế. Mày dùng Chirori chút, quyết. Ông Kakashi cũng ra không? Không biết mày. Nó không cho máy nào, nó vẫn phải đợi người public thật à? Chirori. Có không, cái kìa, có hai con máy kìa, com kìa. Ôi ơi, ghê lắm nha. Chị là chủ phòng mà chị custom vô hàng máy đi. Chưa thấy. Quét đi. Nó không F. Chà, F2. Đây, F2 là AI. Đó nhá, cho AI vào rồi nhá. Trận đấu bắt đầu luôn, không đợi mình ơi. 6 phút. Vô. Ôi đẹp. Mình thanh niên tem màu xanh mà. Yeah. Ủa, đậu hộ mình bên này mày làm gì vậy? Đậu hộ mình phải lưới nhà, đậu hộ mình phải lưới nhà. Nó chuyển cho chị đẹp như thế, phản nào? Phản nó phản nào? Đậu chắc chắn không phải chị Phương được. Đâu có phải đồng đội, phản nó phản nào? Ây dạ. Mình! Ôi dồi ôi. Con máy. À. Mà nói chụp. Cái gì? Chuyển ra đây chứ Minh. Bấm phím 1 hay phím 2 chuyển ra chị. Ôi chết chết rồi. Ôi dồi ôi. Yes, còn mình quá. Còn mình đi vẽ bàn rồi.
hồi xưa cho đấy là do AI của mình phản lý nhà đấy chứ không phải do bọn nó. Đâu AI của em mấy chị? À AI của em à? À Aloy gì gì đấy. Aloy gì đó. Mình tập với tao. Ôi trời ơi. Chị Phương chuẩn bị ngã này. Là đá bành. Nhưng chị đá bành. Ôi đều ngã. Đá bành. Trời ơi, penalty. Bên... Hay. AI penalty. Chừng nào mà hai ông bị bàn ý. Đừng phụ thuộc vào AI. Nhìn tôi lúc nãy rồi ạ. Phải là Phương Pai hẳn hoi chứ. Đó. Thế đó, con bot mình phế nhở. Chết chưa, quay xe. Mất cái tay em chị Phương. Quay xe này, giật điện tung đi. Rồi đập tôi bên rồi. Rồi penalty. Đấy, còn ai được. Đây mày lên công bên tao là cũng không nhỉ. Thôi lên công đi. Em ở đây các bạn. Đúng rồi, em còn dùng skill. Rồi. Chi. Oh no. Rồi, quá đẹp. Oh no. Cầu vồng luôn. Oh, không, pha đó để pha đó không được. Mất skill. Không má đồ nhảy thấp quá, khó di chuột rồi. Không thể để thằng AI được. Trời ơi. Quá đập mình ơi. Đâu có đâu. Chị ơi, con bot mình nó làm cái nghề là thủ môn rồi, chị lên công luôn đi. Không sao mình tí nghĩ ra. Con của mình nó hơi cục mịch. Để lấy thịt hôm nay. Không sợ, con bot mình nó cần hết, thấy chưa? Con thì là con to. Bóng đâu nhỉ? Ở đây rồi. Đâu rồi. Ấy da. Má hết lực. Đâu rồi. Đừng. Mới nói. Chiên tôi mình ơi. Lên bot. Chiên lên. Đúng rồi. Ây da. Mình. Chiên qua cho tôi. Chiên cho tôi. Ây da. Cho phải khỏi mừng ăn. Rồi. Hết lực rồi. Cố lên đừng. Trời ơi. Bot ơi. Tốt con bot. Tổ sư cho bot làm thủ môn cái khác biệt ngay. Ấy à. Lại chiêu của như à đâu. Thôi xong. Cảm ơn chị Phương. Em ơi. Chụp bắn chết mày đi. Chuyện qua cho tôi. Thôi xong. Không. Ừ. Mất mẹ skill. Chậm lắm. Đập tôi. Ông chị Phương tính khoản ở nhà hả? Ui. Sao lại có cái hầm cùng nổ chứ. Con bot bình tĩnh. Không. Lên đúng rồi. Khung cảnh nó đang rộng mở đây. Mình bên này không được đâu. Đúng. Nhờ mình vẫn thua một điểm, còn 30 giây thôi chị ơi. Ôi trời, không, đúng rồi anh ơi, rất hay. Con này, cố lên. Tổ sư con bot. Mình để mic nè, nó làm thủ môn. Bọn này hết đi. Lên. Chị vừa mà cái phản em đấy. Nhưng mà chị cho tất cả cái skill đấy nó hơi phế vật là tất cả bị bay chứ không chỉ có riêng đội bạn. Chết. Úi dồi ôi. Đệt. Yes. Trời ơi, má dùng chiêu kia kịp. Vừa mẹ nó có điểm rồi. Để cho chép bắn nó bay ra xa. Mình này MVP king. Rồi mình. Tại tên mình lấy thắng thôi. Không lẽ em là MVP đấy.
À, đúng rồi, chơi thằng này hơi dở. Tôi thủ môn cho mình. Tôi to, cao to nè. Like chơi tiếp. À, thôi thôi, bỏ đi. Từ từ. Bên em hơi mạnh đấy chị. Bên em là hai bốt đấy, hai mày đấy. Ê, mình Minh chạy rồi. What the hell are you doing? Ô để chọn nhầm nhân vật rồi. Ta với con boss nó vẫn biết cái chiêu bạn nhảy lên. Em từ đến rồi chơi được MVP phát nào rồi đấy. Đéo vào kìa. Đúng rồi, chính xác anh. Đúng rồi. Chết đi. Chết cha. Em Pikachu mèo điện đi chị. Tại sao màn đấy đéo tính là màn này em nhỉ? Hay là vẫn vướng một thằng nào cả. U đấy, tính rồi. Trời ơi, lúc đó em cũng sợ luôn, em không dám xuống lên. Ôi chưa dùng ulti ạ, vậy Linh. À, mấy con boss kia nhảy. Phần là cái phải đấy em đấy. Đù. Bắn lên chỗ đấy. Nhưng mà skill trong này mệt lắm. Là với tất cả mọi người luôn. Oh dù. No. Lên. Nếu oh, dude. Wow. Đù mà nó... Né. Công thành. Ôi, lại cái trưởng của cái thằng là AI. Trời, mấy thằng boss nó ngu ghê. Chết cha. Chết đi, AI này. Bắn lên, đúng không? Nó hiện ra không, kệ không biết. Ôi rồi con ăn đi. Nó lại dùng skill rồi. The fuck. Đủ nó ghi bàn rồi.
À shit. Ê, điên quá. Lên em. Lên 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 lên. Ủa? Lên. Ừ, anh máy. Vào. Đợi anh máy chưa. Ủ mày thế thì mày nó vào. Trời ơi. Chết 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 chết. Úi giời. Hay quá. Trời ơi boss ơi. Lên 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 vào đi. Đúng rồi. Lộp. Bằng boss em cứ bị chanh chanh đó chị. Thì đã bảo không có thằng nào làm ấy. Tất cả đều thành công cả, không có thằng nào thủ. Nói đó là không công bằng đó chị. Thế nên là lại còn, thậm chí nó còn tranh với nhau chứ. Hay là... Đẹp đéo chưa đã, đi. Ôi chết cả, chị cung cấp MVP của em rồi. Chưa, chị mới ghi một đá thôi. Một. Đây là quả bóng đâu? Lướt, cái mất luôn quả bóng ạ. Nè, vẫn thắng. Thunder. Đéo nào.